Tuy nhiên, trong lòng Vi Tiểu Bảo, Linh Nhi chỉ là một công cụ để thực hiện kế hoạch của mình. Anh ta cố gắng khuyến khích Linh Nhi lấy lòng Ngao Bái, thu thập thông tin về điểm yếu và lợi dụng sự tin tưởng mà Ngao Bái dành cho cô. Dần dần, tình cảm giữa Linh Nhi và Ngao Bái càng trở nên sâu sắc hơn. Ngao Bái mơ mộng rằng anh có thể tìm được một người đồng hành đích thực. Linh Nhi đã rủ Ngao Bái địt nhau nhằm mục đích dùng tuyệt chiêu hút linh khí đã thất truyền từ lâu. Linh Nhi cho Ngao Bái say sưa đụ và hút cạn linh khí Ngao Bái cho đến chết. Biết rằng Ngao Bái rất cảnh giác và khôn ngoan, Vi Tiểu Bảo đã nghĩ đến một cách để đánh bại Ngao Bái sử dụng kế sách mỹ nhân. Anh đã mời một cung nữ xinh đẹp đến gần Ngao Bái với hy vọng sẽ quyến rũ và lôi kéo Ngao Bái vào lưới tình của Linh Nhi. Và người được chọn chính là Linh Nhi, người yêu của Vi Tiểu Bảo, một người phụ nữ với vẻ đẹp kỳ diệu và sự thông minh tinh ranh. Linh Nhi đã sử dụng tài nghệ quyến rũ của mình để tiếp cận Ngao Bái và khơi dậy sự quan tâm của dục vọng. Dần dần, Linh Nhi trở thành người tin cậy và được Ngao Bái tin tưởng. Hôm nay, cháu kể nhỉ lắm. Ao外大人，我被皇上赏赐来服务您了。为了这次任务，韦大人要我禁狱2个月，看我还不榨干你。